Tiếp tục đến video thứ 2, Đỗ Sinh giới thiệu với các bạn vườn cảnh nhà ông Thành Vàng. Trong khuôn viên của công viên núi Dục, đúng không anh nhỉ? Vâng, núi Dục Thúy Sơn, phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình. Chúng ta thấy những cái tác phẩm xanh tầm nhỏ của ông trong cái giai đoạn mà hoàn chỉnh nốt thì cái cốt bệ rất đặc, tôi cũng muốn giới thiệu với các bạn như thế này. Bởi vì những cái bệ xanh này ông chơi trong vườn đã rất nhiều năm nay rồi. Vâng, đây là những bệ xanh Nam Điền. Như bệ xanh có bóng dáng trước ống kính đây thì vườn ông Thành Vàng tôi thấy ông có cặp đôi. Đây là một cây ông đang làm dở dang từ chiều hôm qua. Đối xứng với một cây nữa. Đây là cây thứ hai đối xứng. Và nói về những cái dạng phôi cấp 1 là những phôi xanh Nam Điền thân đặc như thế này. Vườn ông Thành Vàng rất nhiều. Tôi có hỏi thì ông nói là khoảng 50 cái bệ như thế này. Và cũng còn phải kể đến những cái bệ ông đang làm, những cái tác phẩm long hóa. Ông đang chuyển dáng ra những cái dáng khác, những cái bệ rất đẹp.
Và với mục đích ông thành vàng chỉnh sửa vườn cảnh nhà mình để thu ngắn toàn bộ tay bông lại. Ông nói là những cái cuộc cách mạng để cho bóng dáng của tác phẩm sẽ gọn gàng hơn. Và cũng để nói về những tác phẩm xanh long, tôi giới thiệu với các bạn một cặp đôi như thế này. Bóng nắng quá. Đây là một cặp đôi xanh long. Đó là những cây xanh long thân cốt đặc chứ không phải là xanh chắp. Vườn kê chật quá tôi không vào được, tôi phải đứng ngoài tôi zoom cái bệ ra để chúng ta cùng nhau thưởng thức. Cây rất già cây, màu vàng đồng đã phủ hết. Và đây là tác phẩm xanh long thứ hai. Và nhiều những cái cặp đôi xanh long khác tầm nhỏ hơn. Đây là một cặp khác.
đều là những cây xanh long cốt đặc, tuổi đời cao, đã già thân và lên màu vàng óng như thế này. Chúng ta đến với một cây xanh ôm đá. Và đây là tác phẩm xanh ôm đá đối xứng với cái tác phẩm chúng ta vừa quan sát.
với khuôn viên hàng trăm tác phẩm như thế này. Đây là những cái vườn mà tỷ lệ xanh, dòng xanh Nam Điền rất nhiều. Đến đây Đỗ Sinh cũng xin dừng video thứ hai, giới thiệu những tác phẩm xanh long đẹp trong khuôn viên vườn cảnh Ông Thành Vàng, thành phố Ninh Bình, để chúng ta chuyển tiếp sang video tiếp theo.